bắt tạm giam nguyên phó phòng PC03 Công an tỉnh An Giang. Vụ nhận hối lộ tại trung tâm đăng kiểm ở Đồng Tháp khởi tố bắt tạm giam thêm 2 người. Đã bắt được nghi phạm đập phá ô tô, du quốc đánh chết người. Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức mới nhất trên kênh youtube Báo Dân Việt. Thưa quý vị, mới đây, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Tấn Tài, 57 tuổi, nguyên là phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu PC03, Công an tỉnh An Giang để điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu PC03, Công an tỉnh An Giang liên quan đến quá trình điều tra vụ án buôn lậu xảy ra trên tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức 10 tường cầm đầu. Với các tài liệu ban đầu xác định tháng 12 năm 2018, C03 Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây buôn lậu trên địa bàn tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh, 10 tường cầm đầu. Khi đã bắt được một số hàng buôn lậu, thì C03 Bộ Công an chuyển vụ án về PC03 Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Ông Lê Tấn Tài, Phó trưởng phòng PC03 được phân công chỉ huy hoạt động điều tra vụ án. Do có mối quan hệ anh em họ hàng với 10 tường nên ông Lê Tấn Tài đã chỉ đạo cho điều tra viên thực hiện quy trình điều tra không đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để các đối tượng thông cung thống nhất khai báo gian dối, dẫn đến bỏ lọt hành vi phạm tội và bỏ lọt các đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án không bị xử lý trước pháp luật. Sáng ngày 26 tháng 10, thông tin từ công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6602D và ba nhân viên cùng về tội nhận hối lộ. Theo đó, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 6602D là ông Nguyễn Thành Nguyễn, 32 tuổi, ba nhân viên trung tâm gồm Trần Thị Ngọc Dung, 53 tuổi, Lê Minh Nhí, 27 tuổi, Trần Thanh Nhã, 49 tuổi. Cũng theo Công an tỉnh Đồng Tháp liên quan đến vụ án, quá trình điều tra mở rộng, Công an huyện Châu Thành đã bắt thêm Kim Thị Huỳnh Duy, 32 tuổi, nhân viên trung tâm và Trần Lập Nghĩa, 47 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Công an xác định hai người này là đồng phạm và đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam. Trước đó, người dân tố giác chi nhánh trung tâm đang kiểm xe cơ giới 6602D trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đức Khôi, xã An Nhơn, huyện Châu Thành có hành vi nhận hối lộ để bỏ qua lỗi của các ô tô đến kiểm định. Đến chiều 14 tháng 10, phía công an đã bắt quả tang giám đốc chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D và 3 nhân viên dưới quyền có hành vi đang nhận tiền hối lộ của các tài xế để bỏ qua lỗi các ô tô đến kiểm định và cấp giấy đăng kiểm với số tiền 900.000 đồng. Qua làm việc bước đầu, những người này thừa nhận đã bàn bạc và thống nhất thu tiền phí phụ thu của các phương tiện có lỗi để bỏ qua và cấp giấy đăng kiểm đạt với mức thu từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng tùy theo lỗi của phương tiện. Riêng trong ngày 14 tháng 10, chi nhánh trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6602D đã tiến hành đăng kiểm bộ bốn phương tiện và đã thu hồi hối lộ hơn 20 triệu đồng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc đập phá ô tô, dùng quốc đánh chết người trong dãy cao su ở Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ đối tượng điều sắc 32 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước để điều tra về hành vi giết người. Được biết, điều sắc là nghi phạm đập phá ô tô, dùng quốc đánh chết người. Nạn nhân được xác định là ông NVA, 53 tuổi, ngụ xã Minh Lập, thị xã Trân Thành. Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 25 tháng 10, ông Nga lái ô tô và tham dãy cao su thuộc khu vực ấp 7 xã Minh Thắng, thị xã Trân Thành tại đây khi ông a dừng xe bên đường đất đỏ sát dãy cao su của gia đình thì đối tượng điều xác bất ngờ dùng quốc đập phá liên tiếp vào kính ô tô của ông ông Nga chạy đến can ngăn thì bị điều xác dùng quốc đánh liên tục vào người khiến nạn nhân tử vong sau khi gây án điều xác mang dụng cụ gây án lấy chiếc xe máy đi dãy của một người dân gần đó rời khỏi hiện trường nhận tin báo công an tỉnh bình phước phối hợp công an thị xã trơn thành cùng công an hai xã minh thắng minh lập huy động lực lượng truy bắt đối tượng gây án phát hiện điều xác đang có mặt tại địa bàn xã Minh Lập, lực lượng chức năng đã vây bắt. Nguyên nhân vụ án đang được công an điều tra làm rõ. Vừa qua, công an quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt bị can đối với Huỳnh Bá Danh, sinh năm 1992, trú quận Cầm Lệ về hành vi cướp tài sản. Trước đó khoảng 13 giờ 20 phút ngày 19 tháng 10, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh đối tượng sử dụng hung khí kề dao vào cổ một phụ nữ. Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định bị hại là chị DTMG, sinh năm 1984, chú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Theo khai báo của chị Dê, trưa 19 tháng 10, chị đang ngồi cùng một số người trong văn phòng X.Q.Land, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thì bất ngờ bị một đối tượng che kín mặt xông vào dùng dao kề cổ đòi chị đưa tiền. Khi mấy người cùng chị D dùng ghế chống trả, thì đối tượng bỏ chạy trên một xe máy không gắn biển số về phía đường Nguyễn Phước Lan rồi tẩu thoát qua xác minh, cảnh sát nhận định danh là đối tượng nghi vấn hàng đầu. Chiều 24 tháng 10, các mũi trinh sát đồng loạt được lệnh bao vây, bắt giữ đối tượng Huỳnh Bá Danh. Tại cơ quan công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Huỳnh Bá Danh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tạm giữ Trịnh Văn Dầu sinh năm 1993, ngụ tỉnh Bình Dương. Huỳnh Lê Quyền Anh, sinh năm 1986, quê Bình Phước; Nguyễn Văn Trờ, sinh năm 1992, quê Kiên Giang; Lê Thanh Phong, sinh năm 1995, ngộ tỉnh Bình Dương; Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Chí Thành, cùng sinh năm 1997, quê Đồng Nai về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là băng nhóm chuyên đột nhập vào nhà dân để trộm tài sản và đán nóng xe máy trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Theo công an, Trịnh Văn Dầu là đối tượng cầm đầu băng nhóm trên để có tiền tiêu xài, các đối tượng đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Trước đó, thực hiện kế hoạch của giám đốc công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng. Quá trình bắt giữ các đối tượng, ban chuyên án đã thu giữ 4 xe máy, 6 điện thoại di động, nhiều giấy tờ của bị hại, nhiều giấy tờ các đối tượng làm giả và nhiều vật chứng khác liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản. Bước đầu các đối tượng khai nhận thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Thuận An, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh với thủ đoạn trộm đột nhập và đá nóng xe máy. Ngoài trộm cắp tài sản, các đối tượng còn làm giả các loại giấy tờ tùy thân để đi vay, mua xe trả góp của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trên địa bàn Bình Dương. Tiếp tục bản tin là những tin tức về an sinh xã hội. Dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Trươi đoạn qua xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh do Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang làm chủ đầu tư được khởi công vào tháng 6 năm 2021. Được đầu tư 12 tỷ đồng vừa bàn giao được hơn một tháng, nhưng dự án kè chống sạt lở bờ sông ở Hà Tĩnh nhiều vị trí đã bị hư hỏng. Đơn vị thi công là công ty cổ phần xây lắp và đầu tư Bình Minh, địa chỉ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư xây dựng Thành Công, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh. Đến tháng 8 năm 2022, dự án được nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ chống sạt lở cho khu vực trường tiểu học Hương Minh và hàng chục hộ dân tại xã này. Tuy nhiên, sau hơn một tháng đưa vào sử dụng, nhiều vị trí của bờ kè xuất hiện tình trạng sụt lún. Ông Đoàn Ngọc Lương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Minh cho biết, đây là dự án vừa bàn giao nên xã chưa nắm được sự việc nói trên. Liên quan đến sự xuống cấp của dự án, ông Nguyễn Quốc Việt, cán bộ kỹ thuật Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Vũ Quang cho biết, dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Trươi, đoạn qua xã Hương Minh, đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nghiệm thu hồi tháng 5 năm 2020 và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 8 năm 2020. Dự án này hiện vẫn còn bảo hành. Ngày 6 tháng 10, một lãnh đạo Ban Quản lý Dự án quận Đống Đa thuộc UBND quận Đống Đa xác nhận quận đang xin ý kiến các cơ quan liên quan nhằm hoàn thiện phương án triển khai dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Trí Thanh đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hè đường, cây xanh, chiếu sáng. Trong dự án chỉnh trang tuyến phố Nguyễn Trí Thanh, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa Hà Nội đề xuất di rời 80 cây hoa sữa nhằm giảm mật độ vì cây tỏa ra mùi hương nồng nặc ảnh hưởng đến cư dân. Một lãnh đạo ban quản lý dự án quận Đống Đa thông tin thêm, theo đó quận đang kiến nghị cơ quan có thẩm quyền của thành phố cho phép di chuyển khoảng 80 cây hoa sữa ở phố Nguyễn Trì Thành thay thế bằng các cây khác phù hợp hơn để hạn chế mùi hương đậm đặc của hoa sữa, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Về nội dung phương án đánh chuyển, chặt hạ cây xanh, Sở Xây dựng Hà Nội lưu ý, chính quyền sở tại cần xây dựng tiến độ thực hiện, tính khả thi khi áp dụng quy trình kỹ thuật trong việc dịch chuyển các cây hoa sữa có khối lượng lớn, khả năng bảo tồn và chăm sóc cây sau dịch chuyển. Trước đề xuất di rời cây hoa sữa vào các công viên, vườn hoa do Ủy ban nhân dân quận Đống Đa quản lý, Sở Xây dựng lưu ý cần xem xét đánh giá về một độ cây trồng cho phù hợp, tránh mùi hoa sữa tỏa ra nồng nặc sau khi trồng trường hợp cây hoa sữa có khối lượng lớn không thể bố trí trồng lại trong các công viên vườn hoa trên địa bàn thì đề nghị ubnd quận đống đa chủ động liên hệ với trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố hà nội để thống nhất vị trí trồng cố định và chăm sóc tại khu vực vùng ảnh hưởng bán kính 500m ở khu xử lý chất thải xuân sơn như thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.